đường làm cách mạng nổi tiếng của chàng thanh niên Nguyễn Văn Côn lúc bấy giờ rất ngắn ngủi nhưng lại đi vào sách sử quê hương. Từ rất sớm, vào năm 1929, ông là người đầu tiên ở Gò Công gia nhập An Nam Cộng sản Đảng, sau đó làm bí thư An Nam Cộng sản Đảng ở Gò Công. Năm 1929 đến cách mạng của Đảng, của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào tháng 8/2020. Đây cũng là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Tấn Lập, hiệu trưởng trường Chính trị Tiền Giang. Tham dự buổi họp mặt còn có các đồng chí là đại diện của các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về cấp huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Huyện ủy. Và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trong Ban Thường trực Huyện ủy. Tham dự buổi họp mặt hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đại diện gia đình của đồng chí Lưu Văn Thi, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huyện ủy. Đồng chí đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Giờ họp mặt hôm nay xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là nguyên lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Bình Luận, nguyên là trưởng Ban Tuyên giáo. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Quỳnh Văn Tính, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nguyên là Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Tâm, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Quỳnh Văn Rành, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Quang, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Giờ họp mặt hôm nay còn có sự đại diện lãnh đạo của các ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh. Các đồng chí là bí thư buổi họp mặt hôm nay. Ba đại biểu phát biểu cảm tưởng, trò chuyện trao. Xin một tràng pháo tay. Kính thưa các đồng chí, lịch sử ngành truyền thông. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh tòa là khi bác đã đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1934. Của mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược và đi theo Đảng là tuyên truyền giác ngộ quần chúng về tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên Chỉ thị khóa 8 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban bí thư đó cũng là những cái tư liệu Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc năm 2020 và từ năm ngày cuối năm 2020 cho đến năm ghi chép có ghi thì mới nhớ và trong đó là thế thì chúng ta thấy là trong 90 năm vừa qua 90 năm hoạt động trên cái vai trò rất quan trọng từ khi có Đảng đến đây và ngay trong bờ máy của Đảng đấy.